Xin chào mọi người, lại là một niềm vinh dự to lớn của tôi khi lại được gặp gỡ các bạn trong chương trình Big 7 Premier League ngày hôm nay là ngày 10 tháng 11. Chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin thú vị mà 7 ông kẹo bóng đá Anh đã trải qua như thế nào trong 24 giờ nhé. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, hãy cùng tôi đến ngay với nội dung chính của chương trình ngày bây giờ. The Kop vừa trải qua một trận đấu vô cùng đáng quên tại đấu trường hạng 2 của châu Âu. Đây là một trận đấu mà hàng phòng ngự của Liverpool bộc lộ rất nhiều những lỗ hổng chết người. Bên cạnh đó đã có nhiều những cầu thủ thi đấu dưới sức trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đầu tiên trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thôi. Kostas Tsimikas là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Toulouse trong trận đấu vừa rồi. Một màn trình diễn nghèo nàn dưới mức trung bình đã được cầu thủ người Hy Lạp thể hiện đêm qua. Chứng kiến một đêm thảm họa đến từ cầu thủ 27 tuổi, cựu cầu thủ Steve McManama đã có những phát biểu rất đáng chú ý. McManama đã nói với BBC Sport như sau: Tsimikas thật kém cỏi, cậu ấy đã có một ngày thi đấu cực kỳ đáng thất vọng. Nhìn cậu ta chơi bóng cứ như là đang mơ ngủ vậy. Không chỉ có một mình Tsimikas nhận phải những lời chỉ trích từ những cổ động viên của The Kop sau trận thua tối qua, cùng chung số phận với cầu thủ người Hy Lạp, Wataru Endo cũng đã có một trận đấu tệ hại trước Toulouse. Cầu thủ người Nhật Bản được Jurgen Klopp tin tưởng khi trao cho anh vị trí xuất phát. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ 30 tuổi này để lại là vô cùng hạn chế. Endo gần như không tạo được bất kỳ tác động tích cực nào dành cho đội bóng từ 6 lần vô địch cúp C1. Sau trận đấu đã có rất nhiều những lời a la ó và chê bai của những cổ động viên có mặt tại sân vận động Municipal dành đến cho Wataru Endo. Một sự ô nhục thật đáng xấu hổ, hãy loại bỏ VAR. Đó là những gì mà huyền thoại của sân Anfield Jamie Carragher đã nói sau khi đội bóng cũ của mình để thua vào đêm qua. Carragher được cho là không hài lòng với các quyết định của trọng tài đưa ra, nhất là tình huống không công nhận bàn thắng của Liverpool ở phút 98 do Alexis McAllister được VAR xác nhận rằng đã dùng tay chơi bóng trước đó. Đây là một tình huống vô cùng nhạy cảm, tiếc nuối chắc chắn đang là cảm giác chung của những người hâm mộ The Kop. Lòng tin là một thứ gì đó có thể gọi là xa xỉ đối với Manchester United lúc này. Sau trận thua tại đấu trường châu Âu vừa qua, có thể nói rằng Quỷ Đỏ đang rơi vào cơn khủng hoảng với những kết quả đáng thất vọng trong thời gian qua. Khủng hoảng về lực lượng, về tài chính thì có thể đơn giản là cố gắng bổ sung hoặc là sử dụng các biện pháp về kinh tế. Tuy nhiên, khủng hoảng về lòng tin chắc chắn sẽ là một vấn đề rất lớn đối với đội bóng chủ sân Old Trafford vào lúc này. Sự thất vọng và nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện tại đội chủ sân Old Trafford dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Sau trận thua có phần cay đắng trước Copenhagen, đã có những thông tin cho rằng đã có một nhóm những cầu thủ cũng như là ban huấn luyện của Manchester United nghi ngờ vào những quyết định của huấn luyện viên người Hà Lan. Trong trận đấu đó, Ten Hag đã sử dụng Johnny Evans thay vì Raphael Varane. Nhiều người lo ngại rằng Varane đang gặp một chấn thương nhẹ hoặc là tình hình thể lực của cầu thủ người Pháp không được đảm bảo. Tuy nhiên, cựu thủ Real Madrid đã được nghỉ ngơi ở trận đấu với Fulham. Trước đó, việc thể lực hay chấn thương có lẽ là không đúng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên 53 tuổi cũng nhất quyết không sử dụng Jadon Sancho, mặc cho hàng công của Quỷ Đỏ đang là một sự thất vọng nặng nề. Xa hơn nữa là việc loại bỏ huyền thoại của câu lạc bộ là Cristiano Ronaldo cũng đã khiến cho rất nhiều những người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester phật lòng. Theo 90 phút, Manchester United được cho là đang quan tâm đến cặp đôi Van der Sar và Yusuf Fofana của AS Monaco. Hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm là hai vị trí mà huấn luyện viên người Hà Lan đang rất muốn có sự nâng cấp. Van der Sar là một hậu vệ có tốc độ cũng như sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. Trong màu áo của đội bóng công quốc, Van der Sar đã thi đấu 7 trong số 11 trận mùa này tại Ligue 1. Trong khi đó, Yusuf Fofana hiện tại đang được xem là một trong những tiền vệ trẻ tiềm năng nhất nước Pháp. Cầu thủ sinh năm 99 cũng được cho nhận được rất nhiều sự chú ý từ các câu lạc bộ lớn khác. Việc sở hữu được hai cầu thủ này chắc chắn sẽ mang lại thêm những mảnh ghép chiến thuật. Tuy nhiên, cái giá để mang hai viên ngọc này về sân Old Trafford chắc chắn sẽ là vấn đề với huấn luyện viên người Hà Lan và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên Ange Postecoglou đã trải qua 10 vòng đấu cực kỳ thành công trước khi gặp Chelsea ở vòng 12. Sau trận đấu đó, huấn luyện viên người Úc không chỉ mất điểm mà ông còn mất luôn hàng loạt trụ cột vì chấn thương cũng như thẻ phạt. Mới đây nhất, những người hâm mộ đội bóng đến từ phía Bắc London còn nhận được những tin tức không vui đến từ câu lạc bộ. Vậy đó là gì mà khiến cho nhiều cổ động viên gà trống thất vọng cũng như lo lắng đến vậy? Thông tin đó sẽ đến ngay với các bạn ngay bây giờ đây. Tottenham đã cho biết rằng tiền đạo người Brazil Richarlison đã phải trải qua một ca phẫu thuật và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Wolverhampton vào cuối tuần này thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Trang chủ của gà trống cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Richarlison đã trải qua ca phẫu thuật háng vào ngày 9 tháng 11. Tuyển thủ Brazil sẽ bắt đầu quá trình hồi phục chức năng với đội ngũ y tế của đội bóng sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Dự kiến rằng Richarlison sẽ sẵn sàng ra sân khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới." Đây chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng dành cho huấn luyện viên Ange Postecoglou khi câu lạc bộ mà huấn luyện viên người Úc đang cầm quân có quá nhiều những ca chấn thương cũng như là vắng mặt do thẻ phạt vào lúc này.
Federico Chiesa đang là cái tên mới nhất nằm trong danh sách chuyển nhượng của Tottenham. Ngôi sao tuyển Ý hiện đang thuộc biên chế của Juventus tại Serie A. Cầu thủ 26 tuổi sẽ bước vào 18 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng đã ký với lão bà thành Turin trước đó. Tuy nhiên, có nhiều những thông tin cho rằng đại diện của Chiesa đang không hài lòng với mức lương mới mà thân chủ của mình nhận được khi ký kết giao kèo mới. Đây chính là dấu hiệu tốt dành cho Postecoglou và các cộng sự. Postecoglou được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ người Ý, cũng như rất muốn đưa anh về Tottenham để chia lửa với đội trưởng Son Heung-min trên hàng công của gà trống ở giai đoạn 2 của mùa giải này. Muốn đánh bại được một đế chế như Manchester City thì Arsenal cần phải mang về những cái tên chất lượng nhằm nâng cấp chất lượng đội hình. Hãy cùng tiếp tục chương trình để biết được những cái tên nào đang nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ Arsenal nhé. Bên cạnh đó, những công tác chuẩn bị của huấn luyện viên Mikel Arteta cho lượt trận vòng 12 ngoại hạng Anh chắc chắn là những điều mà các cộng viên từ Gunners đang rất quan tâm vào lúc này. Fabrizio Romano hiện cho biết mục tiêu hàng đầu của Arsenal là tiền vệ Douglas Luiz của Aston Villa. Douglas Luiz năm nay mới 25 tuổi, cầu thủ này đã ra sân 11 trận đấu cho Aston Villa mùa này và đang là một trong những con bài vô cùng nguy hiểm trong tay huấn luyện viên Unai Emery. 5 bàn thắng đã được Luiz ghi được trong mùa giải năm nay quả thật là một con số ấn tượng. Romano còn khiến cho những người hâm mộ từ Gunners thêm phần phấn khích sau tuyên bố. Theo những gì tôi biết được, giám đốc bóng đá của Arsenal là Edu Gaspar đánh giá rất cao tài năng của Douglas Luiz. Edu đang cùng với những người cộng sự của ông đang rất cố gắng để mang tiền vệ người Brazil về với sân Emirates. Cập nhật một chút về tình hình chấn thương của pháo thủ Jurrien Timber, Thomas Partey, Emil Smith-Rowe và Gareth Jesus là những cái tên chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu cuối tuần này của Arsenal tại vòng 12 ngoại hạng Anh. Martin Odegaard và Eddie Nketiah đang là hai cái tên đang gấp rút chạy đua với thời gian để có thể góp mặt trong thành phần huấn luyện viên Mikel Arteta đối đầu với Burnley. Nketiah nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình ra sân vào ngày hôm đó. Cầu thủ sinh năm 1999 được cho rằng đang gặp phải một chấn thương nhẹ ở cơ bắp nhưng không đáng lo ngại. Còn về trường hợp của đội trưởng Martin Odegaard thì sẽ cần phải có nhiều thời gian hơn. Được biết, cầu thủ người Na Uy đang tích cực phục hồi thể lực để có thể trở lại thi đấu sau thời gian ngồi ngoài do chấn thương. Pep Guardiola được biết đến như là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Không chỉ được đánh giá cao về mặt chiến thuật, Pep còn đã chứng minh cho mọi người thấy được rằng bản thân là một huấn luyện viên giỏi như thế nào trong các phát kiến sử dụng cầu thủ. Hiện tại, nửa xanh thành Manchester cũng đang gặp phải một vài ca chấn thương trong đội hình. Hãy cùng chờ xem cách mà huấn luyện viên này giải quyết những khó khăn này là như thế nào. Calvin Phillips đang nhận được rất nhiều những sự tin tưởng từ các cổ động viên Manchester City để trở thành một cá nhân đáng để được đặt kỳ vọng trong việc chám vào lỗ hổng mà John Stones để lại khi chấn thương. Tuyển thủ người Anh chuyển đến nửa xanh thành Manchester từ Leeds vài năm trước. Tuy nhiên, thời gian ra sân của chàng cầu thủ 27 tuổi này là không nhiều. Có thể nói Phillips đã chưa thể hiện được nhiều điều trong thời gian khoác áo nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà Pep đã mất đi con bài John Stones do chấn thương cũng như tiền vệ Rodri cũng đang không có được thể lực sung mãn nhất, chính xác là cơ hội để cho Calvin Phillips ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Nói thêm về John Stones một chút, trung vệ người Anh được kỳ vọng rất nhiều trong việc gánh vác hàng phòng ngự của Manchester City sau khi những huyền thoại như Vincent Kompany giải nghệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu tiên khoác lên mình màu áo xanh của thành Manchester, Stones không để lại quá nhiều ấn tượng. Nhưng từ khi Pep có phát kiến để anh thi đấu cao hơn trong sơ đồ chiến thuật của mình thì mọi chuyện đã thay đổi. John Stones thi đấu cực kỳ ấn tượng, đỉnh cao là cú ăn ba vĩ đại mùa trước, có công rất lớn của chàng trai này. Chứng kiến sự tiến bộ của cầu thủ 29 tuổi, huyền thoại Ruud Gullit đã vô cùng bất ngờ và thích thú. Huyền thoại người Hà Lan cho biết: "Ồ, thật thú vị, tôi thật sự vô cùng bất ngờ với John Stones là một trung vệ, nhưng hiện tại khi thi đấu ở hàng tiền vệ, Stones đã làm rất tốt công việc mình được giao. Chàng trai này thật tuyệt vời." Newcastle đang rất cần những cầu thủ vừa trẻ vừa khỏe, vừa có nhiều kinh nghiệm lại vừa có giá cả hợp lý. Cầu thủ nào mà đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trên nhỉ? Đó chính xác là câu chuyện tiếp theo mà tôi sẽ mang đến dành cho các bạn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Eddie Howe cũng đang cần phải giải bài toán nhân sự để chuẩn bị cho vòng 12 ngoại hạng Anh cuối tuần này. Chấn thương quá nhiều đang làm khổ huấn luyện viên người Anh trong mấy tháng này. Chọn ai đá chính bây giờ? Hãy cùng xem mà cách huấn luyện viên 45 tuổi này có thể lựa chọn nhé. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Newcastle rất quan tâm đến việc đưa hậu vệ Andreas Christensen của Barcelona về Saint-Germain Park trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Christensen chuyển đến Barcelona từ Chelsea vào mùa hè năm 2022. Trung vệ người Đan Mạch nổi tiếng với những phẩm chất bình tĩnh và thể hình vô cùng lý tưởng để thi đấu ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Với việc đang gặp phải rất nhiều những chấn thương cũng như là đang thi đấu tại UEFA Champions League, cho nên việc bổ sung gấp một trung vệ có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và ngoại hạng Anh như Christensen được xem là một quyết định đúng đắn và đáng được kỳ vọng của huấn luyện viên Eddie Howe. Newcastle United gặp vấn đề lớn vào cuối tuần này khi họ sẽ vắng Bruno Guimaraes trong trận gặp Bournemouth. Cầu thủ 25 tuổi này bị treo giò trong chuyến làm khách của The Marquee tới bờ biển phía nam sau khi nhận thẻ phạt thứ 5 trong mùa giải trước Arsenal.
Trên thực tế, anh đã rất may mắn khi không bị đuổi khỏi sân trong trận gặp pháo thủ. Trong bối cảnh khó khăn đó, Lewis Miley, chính xác là chiếc chìa khóa mà huấn luyện viên Eddie Howe lựa chọn cho trận đấu với Bournemouth cuối tuần này. Miley hiện chỉ có 17 tuổi và chàng trai này sẽ thi đấu đúng vào vị trí mà Bruno Guimaraes để lại. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để Lewis Miley tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường đỉnh cao như Ngoại hạng Anh, cũng như là một cơ hội để Eddie Howe tìm ra được những viên ngọc quý trong đội hình của mình. Dù đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp hầu như là tất cả những vị trí trong đội hình của mình, tuy nhiên ban lãnh đạo của Chelsea vẫn cảm thấy chưa thật sự hài lòng. Với túi tiền không đáy của những ông chủ đến từ nước Mỹ, cũng như là tham vọng The Blue tiếp tục chinh phục các đấu trường cao nhất trong những mùa giải tiếp theo. Việc Chelsea đang lên kế hoạch để mang các ngôi sao về sân Stamford Bridge là một điều dễ hiểu. Hãy cùng tôi tìm kiếm và điểm danh một vài cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea vào lúc này. Johnny Bakke đang nhận được rất nhiều những lời mời chào từ các câu lạc bộ tên tuổi ở châu Âu, và một trong những cái tên thể hiện sự quan tâm nhiều nhất dành cho cầu thủ 17 tuổi lúc này đó là Chelsea. Được biết, huấn luyện viên Pochettino rất ấn tượng với Bakke sau màn thể hiện chói sáng trước Manchester United trong hai lượt trận vừa qua. Tuy nhiên, không phải là sau khi có được những màn thể hiện tốt trước Quỷ Đỏ mà Bakke nhận được những sự chú ý đó. Tiền vệ người Thụy Điển từ lâu đã được đánh giá rất cao về nhãn quan chiến thuật cũng như là sở hữu một lối chơi vô cùng thông minh và hiện đại. Việc chiêu mộ được viên ngọc thô này chắc chắn sẽ giúp cho huấn luyện viên Pochettino có thêm nhiều những sự lựa chọn chất lượng trong giai đoạn lượt về tại Ngoại hạng Anh. Oli Watkins đang là cầu thủ thi đấu trong màu áo của Aston Villa. Watkins hiện chỉ có 27 tuổi và được những người hâm mộ bóng đá tại Anh biết đến như một tiền đạo thi đấu vô cùng nhiệt huyết và máu lửa. Chàng trai người Anh này từ lâu đã là một trụ cột trong đội hình của Aston Villa từ khi anh chuyển đến đây. Và theo những thông tin mới nhất từ các tờ báo uy tín tại xứ sở sương mù cho biết, huấn luyện viên Pochettino đang thúc giục ban lãnh đạo của Chelsea nhanh chóng liên hệ để đưa chàng trai này về sân Stamford Bridge. Oli Watkins được cho là rất thích thú trước thông tin này, khi cầu thủ này cũng rất muốn được viết thêm một chương mới trong sự nghiệp thi đấu của mình trong một câu lạc bộ tham vọng như The Blue. Mong rằng với những thông tin mà ekip của tôi đã tổng hợp lại sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn chính xác nhất, thú vị nhất cũng như là nhanh chóng nhất về những câu chuyện xoay quanh 7 câu lạc bộ mạnh nhất ở Ngoại hạng Anh vào lúc này. Một like và một subscribe ủng hộ chính là những điều mà chúng tôi rất trân quý nếu như các bạn được trao tặng tôi vào lúc này. Hãy hỗ trợ chúng tôi nhé, vì nó miễn phí mà. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.